quý vị và các bạn trong tình yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Tin Công Giáo do Trang Cha Tam VN thực hiện. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị cùng theo dõi phần tin về Đức Giáo Tông. Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 9 tháng 9 vừa qua, Đức Giáo Tông Francisco đã triển khai đề tài giáo lý tương quan giữa gia đình và cộng đoàn Kitô cho hơn 50.000 tín hữu và du khách hành hương. Ngài nói, giữa giáo hội và gia đình có một mối dây nối kết tự nhiên bởi vì giáo hội là gia đình thiêng liêng và gia đình là một giáo hội nhỏ. Một giáo hội nhỏ theo phúc âm chỉ có thể có hình thái của một căn nhà tiếp đón với cánh cửa luôn luôn rộng mở. Các nhà thờ, các giáo xứ, các hội đoàn với cánh cửa đóng thì không được gọi là nhà thờ mà phải gọi là viện bảo tàng. Đức Giáo Tông nói thêm trong bài huấn dụ rằng, củng cố mối dây giữa gia đình và cộng đoàn Kitô ngày nay là điều không thể thiếu và cấp thiết. Ngài khuyến khích các gia đình quảng đại dấn thân giúp người trẻ sống kinh nghiệm tình yêu của Thiên Chúa, tình bác ái huynh đệ và tiếp đón tha nhân. Đức Giáo Tông cũng đã chào nhiều nhóm và nhiều đoàn thể khác nhau đến từ khắp nơi trên thế giới. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Giáo Tông ban cho mọi người. Trong thánh lễ sáng thứ Năm, ngày 10 tháng 9 tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Giáo Tông Francisco đã chia sẻ về lòng thương xót, hòa bình và hòa giải là những điều trái ngược với chiến tranh và thù hận trong bài giảng của mình. Ngài đưa ra câu hỏi, liệu chúng ta có luôn luôn sẵn sàng đón nhận những ân sủng của bình an mà chúng ta nhận được qua Chúa Giê-xu và than trách cơ mang những cuộc chiến tranh, những phá hoại, thù hận và bạo lực mà chúng ta nhìn thấy và đọc thấy mỗi ngày trên truyền hình và báo chí không? Tiếp tục bài giảng, Đức Giáo Tông Francisco cảnh báo rằng chiến tranh có thể xảy ra dưới nhiều hình thức khác nhau, thậm chí chúng tồn tại ngay cả trong các cộng đoàn Kitô hữu của chúng ta, giữa chúng ta. Ngài cho biết, những ý tưởng chủ yếu mà Phụng vụ hôm nay muốn đề cập với chúng ta là sự tha thứ và nhu cầu kiến tạo hòa bình giữa chúng ta với nhau. Nếu anh chị em không thể tha thứ, anh chị em không phải là Kitô hữu. Hơn nữa, nếu anh chị em không thể tha thứ, anh chị em không nhận được sự bình an của Chúa. Mỗi ngày, khi chúng ta cầu nguyện cùng Chúa Cha trên trời, xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, thì hãy nhớ rằng đó là một điều kiện. Chúng ta đang cố gắng thuyết phục Thiên Chúa rằng chúng ta là những người tốt lành bằng cách chúng ta tha thứ cho những người khác. Nếu không phải như thế, thì những lời kinh của chúng ta chỉ là những từ ngữ sáo rỗng. Đức Giáo Tông đã vinh danh những người nam nữ anh hùng kiên nhẫn vượt lên cơ mang những khó khăn và bất công để giúp đỡ gia đình của họ. Ngài mô tả họ như những người lành thánh, nhưng đồng thời, Đức Giáo Tông cũng cảnh báo về những người chuyên nói xấu những người khác để gây ra chiến tranh. Ngài nói điều quan trọng là cảm thông với tha nhân chứ không phải lên án họ. Đức Giáo Tông cũng nhắc nhở cộng đoàn rằng Thiên Chúa luôn luôn có lòng thương xót. Đức Giáo Tông Francisco nhấn mạnh sự cần thiết là các linh mục phải có lòng thương xót và tha thứ trong tòa giải tội. Đức Giáo Tông đã kêu gọi tất cả chúng ta hãy thể hiện phong cách Kitô giáo là lòng nhân hậu, tử tế và khiêm nhường, chứ không phải là kiêu ngạo hay lên án hoặc nói xấu về người khác. Đức Giáo Tông đã kết luận bài giảng với lời nguyện xin Chúa ban cho tất cả chúng ta ân sủng để mang đến những hỗ trợ cho những người khác, để tha thứ và thương xót, như cha chúng ta trên trời hằng thương xót đối với mỗi người chúng ta. Sáng hôm ngày 10 tháng 9, Đức Giáo Tông Francisco đã tiếp kiến các tân giám mục được bổ nhiệm trong năm 2015. Ngài khuyến khích các vị hãy nên như các chủ chăn rao giảng Chúa Kitô phục sinh, các nhà sư phạm, nhà linh đạo thiêng liêng, thầy dạy giáo lý và là các nhà truyền giáo nhiệt thành. Đức Giáo Tông cũng nói rằng, Ngài không muốn làm cho các giám mục hoảng sợ vì các vị đang sống tuần trăng mật với Chúa sau khi được chỉ định làm chủ chăn. Nhưng cũng không nên quên rằng, thế giới ngày nay đầy các thách đố cam go và thê thảm. Tuy nhiên, Đức Giáo Tông chỉ muốn trao cho từng tân giám mục niềm vui phúc âm và xin các vị hãy là các mục tử sống chết vì đoàn chiên, hao mòn vì săn sóc và lo lắng cho giáo hội địa phương. Không có lĩnh vực nào của cuộc sống con người bị loại trừ khỏi sự chú ý từ con tim người mục tử. Trái lại, phải lưu tâm tới mọi thực tại của đoàn chiên, cũng như gặp gỡ, rao giảng lời Chúa và mời gọi mọi người truyền giáo. Trong bài giảng thánh lễ sáng thứ Sáu ngày 11 tháng 9, tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Giáo Tông Francisco nói rằng chúng ta phải rèn luyện để đừng phán xét người khác nếu không phải tất cả chúng ta, kể cả tôi, đều có nguy cơ trở thành những kẻ đạo đức giả.
Ngài nhấn mạnh rằng chúng ta cần phải có can đảm để thú nhận mọi lỗi lầm của mình. Ngõ hầu có thể trở nên từ bi đối với người khác. Bài giảng của Đức Giáo Tông Phanxicô phản ánh những giáo huấn của Thánh Phaolô về lòng thương xót, sự tha thứ và sự cần thiết tránh đừng xét đoán người khác. Ngài đặc biệt nhắc đến ân thưởng Chúa dành cho chúng ta khi thực hiện những điều này. Đừng phán xét và anh em sẽ không bị phán xét. Đừng luận phạt và anh em sẽ không bị luận phạt. Hãy có can đảm để thú nhận lỗi lầm của chính chúng ta trước khi buộc tội người khác. Tiếp tục bài giảng, Đức Giáo Tông khuyên chúng ta nên dừng lại khi chúng ta bị cám dỗ để nói xấu về người khác. Khi chúng ta bị cám dỗ để nói với một người về những lỗi lầm của người khác, chúng ta phải ngưng chính mình lại. Hãy hỏi chính chúng ta rằng, còn tôi thì sao? Và hãy có can đảm mà Thánh Phaolô đã có. Biết bao nhiêu những điều chúng ta có thể nói với chính bản thân mình. Hãy kiềm chế đừng bình luận về những người khác và hãy nhận xét về chính mình. Và đây là bước đầu tiên trên con đường hướng thượng. Bởi vì một người có thể chỉ nhìn thấy những mảnh rác nhỏ mọn trong mắt của người anh em, thì người ấy rơi vào nhỏ nhen với một tâm trí nhỏ mọn, đầy những sự nhỏ nhen, nhảm nhí. Đức Giáo Tông Phanxicô đã kết luận bài giảng của Ngài với lời nguyện xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng để có thể nghe theo lời khuyên của Chúa Giêsu là quảng đại trong sự tha thứ và rộng lượng với lòng thương xót. Ngài nói thêm rằng, một người chưa từng bao giờ và không bao giờ nói xấu về người khác nên được phong thánh ngay lập tức. Trưa Chủ nhật ngày 13 tháng 9 năm 2015, Đức Giáo Tông đã đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trước sự hiện diện của vài chục ngàn khách hành hương. Trong bài giảng, Đức Giáo Tông kêu gọi mọi người hãy hiến dâng mạng sống của mình cho Đức Kitô và lời của Ngài. Đức Giáo Tông đã chia sẻ như sau: Phúc âm ngày hôm nay giới thiệu biến cố Chúa Giêsu trong hành trình đi đến Cesare di Filippo, chất vấn các môn đệ: người ta bảo thầy là ai? Còn anh em bảo thầy là ai? Và sự việc Chúa Giêsu trách mắng Phêrô. Đức Giáo Tông khẳng định về con đường của Chúa Giêsu. Ngài nói, dấn mình bước theo Chúa Giêsu có nghĩa là vác thập giá chính mình để đồng hành với Ngài trên hành trình dẫn dắt đến sự tự do đích thực. Sự tự do vốn giải thoát chúng ta khỏi sự ích kỷ và khỏi tội lỗi. Cần phải thực hiện một sự chối từ dứt khoát với não trạng thế gian vốn cậy dựa vào bản thân và lợi lộc như trung tâm của sự hiện hữu. Sau kinh truyền tin, Đức Giáo Tông cũng gợi nhắc hôm nay ở Nam Phi, giáo hội sẽ phong chân phước cho ông Samuel Benedict Daswa, người cha của gia đình, bị sát hại năm 1990 vì niềm tin vào phúc âm. Sau đó, Đức Giáo Tông cũng gửi lời chào nồng nhiệt đến các khách hành hương đến từ Ý và khắp nơi trên thế giới. Ngày 13 tháng 9, Giám đốc Ủy ban An ninh Nội vụ Mỹ Michael McCaul cho biết đã đập tan âm mưu ám sát Đức Giáo Tông Phanxicô của một thiếu niên 15 tuổi trước thềm chuyến tông du của Ngài tới Mỹ. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về âm mưu ám sát này không được tiết lộ. Ông McCaul nhận định, nguy cơ an ninh đối với Đức Giáo Tông là rất lớn do trong khuôn khổ chuyến thăm này, Đức Giáo Tông sẽ xuất hiện trước đám đông công chúng. Sau khi âm mưu này bị phát hiện, Mỹ đã siết chặt an ninh cho chuyến thăm sắp tới của Đức Giáo Tông tới ba thành phố lớn bao gồm New York, Washington và Philadelphia. Tại thủ đô Washington, một số tuyến đường lớn sẽ bị phong tỏa trong 3 ngày, trong khi Đức Giáo Tông Phanxicô tới đây. Tiếp theo, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần tin Giáo hội Hoàng Vũ. Sáng thứ Hai ngày 14 tháng 9 năm 2015, Hội đồng Hồng Y Tư vấn đã mở phiên họp thứ 11 bàn về việc cải tổ giáo triều Roma. Đức Giáo Tông Phanxicô cũng tham dự phiên họp này với các vị Hồng Y. Hội đồng tiếp tục làm việc đến thứ Tư ngày 16 tháng 9. Phiên họp lần trước, từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 6, đã dẫn đến quyết định thành lập hai cơ quan mới, một về lĩnh vực truyền thông và một về lĩnh vực tư pháp. Sau đó, Quốc vụ Viện Truyền thông được thành lập với tự sắc của Đức Giáo Tông Phanxicô ban hành vào ngày thứ Bảy, 27 tháng 6 năm 2015. Sau cùng, chúng tôi xin gửi đến quý vị phần tin giáo hội tại Việt Nam. Vào lúc 17:30 phút ngày 11 tháng 9 năm 2015 vừa qua, Giáo xứ Trà Kiệu đã tổ chức mừng đại lễ 130 năm Đức Mẹ hiện ra tại đây. Hiện diện trong thánh lễ có Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, quý cha nguyên quản xứ, phó xứ Trà Kiệu,
quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn giáo dân của giáo xứ. Mở đầu thánh lễ, Đức cha giáo phận mến chào cộng đoàn phụng vụ và gợi nhớ lại biến cố năm xưa để cùng nhau tôn vinh Đức Maria, Đức mẹ Trà Kiệu, Đức bà phù hộ các giáo hữu. Trong phần chia sẻ lời Chúa, Đức cha Giuse mời gọi cộng đoàn phụng vụ dưới con mắt đức tin hãy cùng cảm nghiệm niềm hạnh phúc của mỗi người khi sống tại vùng đất linh thiêng này. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn biết hướng lòng về mẹ, để mẹ cũng tiếp tục hiện diện, bảo trợ, giúp đỡ đời sống đức tin, để mọi người cùng với nhau hợp tác, xây dựng giáo hội mỗi ngày thật tốt đẹp. Thánh lễ kết thúc với phép lành cuối lễ của Đức cha chủ tế. Hội nghị thường niên kỳ 2 của Hội đồng Giám mục năm 2015 đã diễn ra tại Tòa Giám mục Giáo phận Xuân Lộc từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9. Như mọi khi, hội nghị khai mạc với giờ chầu thánh thể lúc 20 giờ ngày 14 tháng 9. Hội nghị lần này vắng mặt Đức Giám mục Bắc Ninh không tham dự được vì đau bệnh và một vị khác bận công tác mục vụ ở xa. Đầu phiên họp khai mạc, sau khi cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc chào mừng quý Đức cha và báo tin Đức Tổng Giám mục đại diện Tòa Thánh không đến dự buổi đầu tiên như thông lệ. Tiếp theo, Đức cha Phó Tổng Thư ký thay Đức cha Tổng Thư ký thông báo chương trình nghị sự. Hội nghị lần này sẽ bàn đến các vấn đề như tổ chức năm thánh lòng thương xót, duyệt các bản văn phụng vụ, tiến trình thành lập Học viện Công giáo, chuẩn bị Thượng hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình, bàn thêm về mục vụ di dân, soạn thư mục vụ năm 2016 gửi Cộng đoàn Dân Chúa, các giáo phận và các ủy ban chia sẻ thông tin sinh hoạt năm qua, xúc tiến án tuyên chân phúc hai vị giám mục tiên khởi Lambe de la Mot và Francisco Palu. Chiều tối thứ Năm ngày 17 tháng 9, hội nghị đã kết thúc tốt đẹp và các đức giám mục đã gửi đến cộng đồng dân chúa một thư mục vụ. Sáng thứ Sáu ngày 18 tháng 9, các đức giám mục chia sẻ niềm vui và hiệp thông với giáo phận Xuân Lộc trong lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng công trình hành hương thánh mẫu tại núi Cúi. Trung tâm hành hương Đức Mẹ núi Cúi thuộc giáo phận Xuân Lộc có thể trở thành một nơi đón Đức Giáo Tông nếu Ngài đến Việt Nam vào năm 2017. Sáng ngày 17 tháng 4 năm 2015, sau ngày bế mạc Hội nghị Thường niên kỳ 1 năm 2015, Hội đồng Giám mục Việt Nam gồm có Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, cùng quý Đức Giám mục các giáo phận đã ghé thăm Trung tâm Hành hương Đức Mẹ núi Cúi thuộc giáo phận Xuân Lộc. Từ đỉnh núi Cúi, Đức Giám mục Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục giáo phận Xuân Lộc đã giới thiệu với quý Đức Giám mục về các công trình sẽ được xây dựng trên núi Cúi. Ngài cũng cho biết thêm, nhà nước đã cấp cho giáo phận 13,5 hectare để xây dựng các công trình tại đây. Đức cha Đa Minh cũng giới thiệu ông Ngô Viết Nam Sơn, tiến sĩ về kiến trúc. Ông cũng là con trai của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, người đã có nhiều công trình nổi tiếng ở Việt Nam như Dinh Độc Lập ở Sài Gòn hay nhà thờ chính tòa Phủ Cam tại Huế. Kiến trúc sư Nam Sơn là người sẽ cộng tác với giáo phận Xuân Lộc để xây dựng các công trình tại núi Cúi. Sau khi tham quan núi Cúi, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, vui mừng bày tỏ mong ước nếu Đức Thánh Cha qua đây sẽ mời Đức Thánh Cha đến vùng này bởi đây là nơi có thể đón được nhiều người đến đón Đức Thánh Cha nhất. Khi tới dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn dân thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán năm 2015 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Phaolô Bùi Văn Độc cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện và nói hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ sang thăm Việt Nam vào năm 2017. Hội nghị thường niên kỳ 2 năm 2015 của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 9 tại Tòa Giám mục Xuân Lộc. Sau khi hội nghị kết thúc, các đức giám mục sẽ cùng hợp thông với giáo phận Xuân Lộc trong thánh lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ núi Cúi. Các tài liệu nói về núi Cúi của giáo phận Xuân Lộc cho biết, vào tháng 11 năm 2013, Đức cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, giám mục giáo phận Xuân Lộc, công bố xây dựng Trung tâm Hành hương Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội tại núi Cúi. Lúc bấy giờ, Đức cha đặt tên là Núi Cát Minh. Ngày 13 tháng 3 năm 2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho Tòa Giám mục Xuân Lộc thành lập Trung tâm Hành hương và cho sử dụng 13,5 hectare đất để xây dựng các công trình của Trung tâm trên diện tích 45 hectare đất của giáo phận. Núi Cúi tọa lạc tại xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Trước đây, núi Cúi là một địa danh thuộc xứ Giấc Mơ, giáo hạt Gia Kiệm, tiếp giáp với giáo xứ Hiệp Nhất, Bến Nôm thuộc giáo hạt Túc Trưng. Nhìn về Hồ Trị An và cách quốc lộ 20 đi Đà Lạt khoảng 800 mét.
Núi Cúi hiện nay đã có nhà thờ thánh thể trên đỉnh núi và được bao quanh bởi bờ hồ Trị An. Đây là một khung cảnh sơn thủy hữu tình của trung tâm Đức Mẹ Núi Cúi. Chương trình tuần này đến đây xin được kết thúc. Chương trình sẽ được phát trên kênh YouTube Cha Tam VN. Thay mặt những người thực hiện chương trình, chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.